Con chào cô. Hello Phụ Lam. Con chào cô. How are you today, Phụ Lam? Fine, thanks. Okay, fine, thanks very okay. Cô muốn hỏi, hôm qua con quên lịch đúng không? Hôm qua cô nhắn cho bố mẹ là học bù mà chắc là quên đúng không? Bố mẹ có nhắc không? Quên cái gì cô? Học bù ấy, thứ sáu à, cho con nghỉ ấy. Cô nhắn là chủ nhật học bù nhưng mà chắc là bố mẹ quên mất. Ok, được rồi, không sao. Nào, Phụng Lam đã làm bài tập về nhà cho cô chưa? Rồi. Ok, cô kiểm tra bài tập về nhà của con nhé. Nào, con làm bài này rồi đúng không? Đúng không? Nói gì cô? Con làm bài này rồi đúng không? Dạ. À, đọc đáp án cho cô nào. You can drive. Con nói với gì? You can around field. Chính xác, đúng rồi. You can try this around the field. Chính xác. Thế so what is this? What is that? Đó là cái gì? Tractor, rất tốt. Tiếp tục. You can row. You can draw Con again. You You can grow. draw Tiếp. garden. Okay, you can grow this on a garden. Đúng, in a garden, đúng. Câu này không có gì sai. Tuy nhiên thì cái đáp chuẩn án chuẩn ở đây người ta sẽ đưa ra thì là you can grow this on your face, có nghĩa là bạn có thể mọc cái này ở trên mặt thì đấy chính là mọc râu, được chưa? Tuy nhiên cô vẫn chấp nhận đáp án you can grow this in a garden được. Và đáp án nó phải là và đáp án nó sẽ là a plant, được chưa? Lý do mà tại sao người ta lại đưa ra cái đáp án là you can grow this on your face là bởi vì người ta muốn sử dụng cái từ water ấy kìa. Từ water có nghĩa là từ nước, thì người ta sẽ sử dụng cái water với cái cây, với cái plant đấy, được chưa? Ok, tuy nhiên cái đáp án you can grow this in a garden không có vấn đề gì cả. Cô vẫn chấp nhận đáp án của con. Nào tiếp tục, tiếp theo đi con. You can fit this in. You can there to Lưu ý cho cô này, cái từ đấy không phải là there con ạ. Khi nào chữ S đấy chuyển thành chữ R thì mới là there. Còn ở đây nó phải đọc là these. These. Được chưa? You can fit these. Con nói lại cái từ cuối cùng cho cô là other zoo hả? Yeah. Ok, chính xác. You can fit these at a zoo. Đáp án của con là gì? Henry. Penguins. Chính xác. Câu số 5. You can take gì? Can take this on your face. Sai. Phải là you can take these from a trees. Bạn có thể Okay. cái này từ cái cây thì đấy chính là lá nhá. Được chưa? Câu số 6. You can put Can put this your this on your head. Sai. lỗi cô on on your Ok, on your feet và đáp án nó là shoes, được chưa? Tiếp cô. tục. Đúng rồi Time. đúng rồi cô. You can climb by Chính xác, you can climb, không phải là this. Cái này sai, sai. Không phải là this, con nhìn này. Cái gì nhỉ? Sorry, cái đá đâu rồi? Cái đá đâu rồi? Đây này, cái đá này nó có cái gì đấy? ép không? Có súng nhiều. Chữ S đấy là súng nhiều. Đã là súng nhiều thì làm sao mà this được? This là cái này.
là gì những cái này chứ, đúng không à? À đúng không à Phương Lan? Thế vậy đáp án nó phải là you climb these by waterfall. Tiếp tục câu số, câu tiếp theo. Stand on. You can on outside flat. Flat. Tạm biết con đọc to lên flat. Flat. Tôi nào rồi đây. You can stand on this outside a flat. Chính xác. Đấy là cái gì? What is this? Nghĩ ra cô. Sao lại làm được? Làm được hả cho nghĩ ra cô. Lại làm được vậy không nghĩ ra? You can stand on this outside flat. Bạn có thể đứng lên cái này bên ngoài cái căn hộ thì đấy chính là cái hành lang Là ở bắc. Tiếp tục câu tiếp theo. You can sail on. can this to an island. What is this? Bow. A boat. Không có chữ T ở cuối nha. Số 10. You can water, câu này mới là Work. in a garden, bạn có thể tưới cái này trong vườn. Câu này thì chắc chắn con sai rồi, bởi vì cái từ 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 plant con dùng rồi và cái từ cụm in a garden con cũng dùng rồi, được chưa? Ở đây câu 7 rocks này, câu 8 này a bag này, câu 9 là a boat and last, được chưa? Nào tiếp tục nhá. Let's find as many words as you can. Tìm những cái từ, tìm nhiều từ nhất có thể. Nào, tìm các từ cho cô bằng cách là khoanh trên màn hình ấy. Có hiểu không hả Phụng Lam? Cô làm mẫu cho con một ví dụ, cô tìm được từ dreams, ước giấc mơ á. Cô có từ dreams, thấy chưa? Tương tự, con tìm cho cô nốt các cái từ còn lại. Sao mà tìm được ít thế? Con đang tìm này cô. Tìm nhìn, cứ nhìn đi. Cô lấy cái sạc. Con cứ tìm đi, cô lấy cái sạc.
Hết rồi bạn. Giờ chưa cô con mình kiếm. Ừ, còn đấy. Xong chưa? Rồi cô. Xong rồi à? Xong rồi à con? Thế vẫn thiếu. Này, còn từ nữa này. Thấy chưa? Thấy chưa con? Thấy Ừ. Tìm ra được bằng này là cũng giỏi đấy. Giỏi. Ok, thiếu mỗi từ xong rồi. Nào bây giờ con áp dụng cho cô. Con áp dụng cho cô, con làm bài tập này cho cô. Find the word in the box and write them on the line. Tìm các từ trong hộp và điền chúng vào chỗ trống. Được chưa? Thì lưu ý cho cô những cái từ mà con vừa tìm được ấy. Được chưa? Đây, để cô vạch lại cho con. You see it. Nghe cô giảng được chưa? Đây là những từ mà con vừa tìm được chưa nào? Ok, thì con sẽ trong bài tập này thì con sẽ làm gì? Con sẽ đọc đọc cái định nghĩa mà xem nó định nghĩa về cái danh từ nào nằm trong cái bảng đấy. Phụng Lam có hiểu không con? Để làm cho cô. People sometimes would live in cái gì nhỉ? Cái ban ban nghe ít some people can phone it and man.
Xong chưa? Sách câu 8. Suy nghĩ nốt câu 8 đi. Cô thế này đọc sao cô? Dâu ở dưới. Dưới cô? Ừ. Câu này không khó đâu, cứ suy nghĩ đi. Không biết ra cô. Ok, thế cô chơi bài nhá. Nào, câu 1, you see this on the ground of the beach, sand. Chính xác, bạn nhìn thấy cái này ở trên nền bãi biển thì đấy chính là cát. Câu số 2, people sometimes wear these when the weather is hot and for people football practice. Câu này tại sao con lại không có S trong khi cô đã gạch, cô gạch thiếu S. Lưu ý cho cô này, nếu mà con thiếu S ấy, con không có S ấy, thì cái từ short này có nghĩa là ngắn chứ không phải là quần đùi. Quần thì luôn luôn có hai ống, một khi con phải từ con phải có từ âm phải có chữ cái S thì nó mới là quần đùi. Vậy câu này là sai. Được chưa? Nhớ nhá. Mọi người sẽ đôi khi mặc những cái này khi mà thời tiết nóng hoặc là trong những cái trận đấu luyện bóng đá, trận đấu luyện tập bóng đá ấy, được chưa? Thì đó là cái quần đùi. Câu số 3, bands sometimes write these their music with words. Và một số ban nhạc sẽ chơi sẽ viết những cái này. Chúng là nhạc với chữ thì đấy chính là bài hát, được chưa? Bài hát vừa có giai điệu vừa có chữ luôn. Songs chính xác. Tiếp tục. Some people have these when they are asleep. Chính xác, nó chính là dreams. Fine, you can call people on this and talk to them. The phone, rất tốt. This can grow under a man's nose and above his mouth, a mustache. Chính xác. You run a lot and kick a ball in this game. Circle, rất tốt. This is hair that grows below man's mouth. Sao con này thì không làm được? Dịch cho cô nghe. Dịch cho cô nghe. Lớn ở dưới cái miệng của người đàn ông. Nó là hair ở đây, người nước ngoài ấy, người ta lông nó cũng là hair nhá, không chỉ là tóc đâu, mà tóc nó cũng là một dạng lông. Lông mà mọc bên dưới miệng của người đàn ông thì đó chính là bộ râu chứ còn là gì? Beard. Sorry, cô khoanh thiếu chữ D đấy. Nhớ nhá, beard. Được chưa? Phải chú ý là thỉnh Cái thoảng này cô là bị ba nghe luôn rồi cô. đúng rồi, nó là beard, thiếu chữ D. Được chưa? Đây là Lông ba mà mồm của người đàn ông thì nó là beard.
Được chưa? Con vẫn phải xem lại chứ, đấy là cô giúp con ấy thôi. Được chưa? Con vẫn phải xem lại. Ví dụ con xem lại những cái từ cuối xem có S hay không có S. Cái này cô không thể điều chỉnh được, cô không thể control được. Mà cái này con phải tự control. Được chưa? Đó, nhớ chưa? Appeared. Được chưa nào? Con ghi từ below vào vở cho cô. Below là ở dưới. Ghi đi. Xong rồi cô. Ok. Sao cho cô nào? Below. Below. Ok, tiếp Hello. tục nhé. Ok. Say which picture is different and why. Hãy nói là bức tranh nào là bức tranh khác biệt và tại sao nó khác biệt, được chưa? Mỗi hàng thì sẽ có một bức tranh khác biệt, được chưa? Cô sẽ cho con mỗi một hàng là 1 phút chuẩn bị, hai hàng là 2 phút chuẩn bị, 2 phút chuẩn bị cho hai câu này của con bắt đầu. Đúng đến 7 giờ 21 cộng với 2, 23, 24, 7 giờ 24 cô sẽ hỏi nhá, thấy chưa? Nói bức tranh nào khác biệt và lý do tại sao. Sử dụng cấu trúc chấm chấm is different because, cái gì đó khác biệt bởi vì. Đã rõ chưa Phụng Lam? Làm cho cô, chuẩn bị cho cô, 2 phút của con bắt đầu. Cô ơi, hàng thứ nhất đọc sao cô? In Gì the cô? đây là từ first nha. Line là hàng. Offline. Xong rồi Nào nào. The first line. line, a girl with a bike is Cái gì cơ? because Từ từ con nói lại cho cô. In the first line làm sao? in the first line, the girl with a bike The girl riding a bike is different. Tiếp đi. she is riding a bike. Three picture. They not bike. The three pictures. The other people are not riding bikes. Hoặc là the other people are walking. Nhớ cho cô nhá, chứ không phải là the not 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 ride đâu nhá. Nhớ cho Phụng Lam. Phụng Lam ơi, một câu nó có chủ ngữ này. Chủ ngữ này cộng với động từ nhá. Chủ ngữ cộng động từ. Động từ ở đây nếu mà có phủ định thì sẽ là trợ động từ cộng với not. Nếu thì hiện tại. Nếu thì hiện tại thì trợ động từ là do, thêm not thành don't. Hay là nếu mà thì hiện tại tiếp diễn phủ định nó sẽ là
A to B, sorry, không phải là A mà là to B. Cộng với not cũng vấp in. Nếu mà chủ ngữ số nhiều như con nói là they are not, phải là they are not riding bikes chứ không phải là they not ride bike đâu nhá. Nhớ chưa Phụ Lam? Đừng có not, từ not nó không đứng một mình được. Nó không phải là tiếng Việt, nó cứ ghép không, not là không, vậy mình ghép vào xong không phải. Con phải có thêm trợ động từ hoặc động từ to be vào trước not. Có hiểu không Phụng Lam? Nào, hàng thứ hai. In the second line, the man with the mustache is because he have a mustache. But everyone not have a Vừa mới nhắc xong lại like everyone not have. Cô hỏi con là từ not lúc nãy cô bảo là con non có đứng được một mình không? Thế tại sao lại not have rồi? Thứ nhất là miêu tả tranh thì mình sẽ sử dụng thể hiện tại tiếp diễn. Cấu trúc phủ định của thể hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ này cộng to be cộng với not, thì to be của con đâu? Con không có to be tại sao con lại cho thêm not vào ở Phụng Lam? Con có hiểu vấn đề của con không? Vấn đề của con là không học thuộc cấu trúc ngữ pháp. Ngữ pháp của thì hiện tại tiếp diễn cô đã gửi tài liệu cho con rồi đúng không? Đúng không Phụng Lam? Con đã về nhà học chưa? Rồi. Thế sao lại không nhớ cấu công thức như thế? Chủ ngữ cộng to be cộng với not cộng verb in cơ mà. Người đàn ông thứ hai, the man with the mustache. Thứ hai là phát âm sai từ mustache. Mustache chứ không phải là master hay muster hay mouster gì con đọc không phải. Mustache. The man with the mustache is different because he has a mustache and the other man. Những người đàn ông khác. Ở đây con có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn được. Tuy nhiên ở đây là miêu tả cái đặc điểm ngoại hình. Thì đây là nó là một cái thực tế thôi, không nên sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Con chỉ cần là the other man don't, chủ ngữ là số nhiều, vậy ở đây trợ động từ sử dụng sẽ là do chứ không phải là da. Do thêm not là don't có nghĩa là không. Don't have masters, có hiểu không hả Phụng Lam? Còn thì hiện tại don't thì con học rồi đúng không? Phủ định của nó phải là chủ ngữ cộng với do hoặc là does thêm not, chứ làm gì có tự nhiên not ở giữa thế. Nó không giống tiếng Việt đâu nhá. Nó không phải là not là không hay là no là không thì cứ ghép vào. Tôi không có cái xe đạp. I not have a bike à? Phải là chủ ngữ là I, trợ động từ là do, thêm not là don't. I don't have a bike. Có hiểu không? Lưu ý nhá, về nhà học ngữ pháp đi nhá. Ngữ pháp của con đang rất yếu đấy. Được chưa? Tất nhiên là sẽ có nghĩa là mỗi người nó sẽ mạnh ở một cái mặt gì đó, được chưa? Nhưng mà bây giờ mình biết được là mình mạnh ở, ví dụ mình mạnh ở mặt đọc hiểu chẳng hạn, được chưa? Tuy nhiên là mình yếu về mặt ngữ pháp thì con phải cố gắng bù đắp cái về cái mặt ngữ pháp cho cô, có hiểu không Phụng Lam? Nhớ nhá, cố gắng lên, được chưa? Nào, nào xong cái bài đấy rồi mình sẽ sang bài mới nhá. Hôm nay thì mình sẽ sang unit 28. Trước khi học tiếp thì con thoát ra và lại cho cô.